Vân Anh xin kính chào quý vị khán giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai vị khách mời. Trước hết là bác sĩ Teresa Quách từ Trung tâm Trị liệu Ánh sáng ND Laser Therapy tại miền Nam California. Và bên cạnh đó là giáo sư tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh, PhD tại San Diego. Ngày hôm nay, hai vị khách mời của chúng ta sẽ cùng chia sẻ với quý vị về ánh sáng trị liệu là gì và những cái điều mà chúng ta hàng quan tâm. Trước hết thì Vân Anh xin chào bác sĩ Teresa và giáo sư Huỳnh. Dạ, xin chào chị Vân Anh và xin gửi lời chào tất cả những khán thính giả của đài VNTV. Xin kính chào quý khán thính giả, mến chào chị Vân Anh và mến chào tiến sĩ Huỳnh. Vâng, lần đầu tiên bác sĩ Teresa Quách đến với San Diego của chúng ta, rất là vui. Thưa bác sĩ Teresa, Vân Anh được biết đó là Trung tâm Trị liệu Ánh sáng ND Laser Therapy đã hoạt động rất là lâu năm rồi, mặc dù đây là lần đầu tiên Vân Anh nghe đến. Thì bác sĩ có thể cho quý vị khán thính giả biết sơ qua về cái trung tâm của chúng ta đã được thành lập như thế nào và cho đến nay thì đã hoạt động bao nhiêu năm và chi nhánh ở bao nhiêu thành phố của thưa chị Vân Anh và mến chào quý khán giả, quý vị cũng biết là ND Laser Clinic chúng tôi thường có một cái chương trình gọi là vòng quanh thế giới và sức khỏe và y tế cộng đồng. Vì vậy thì quý vị cũng biết là thật sự với trung tâm chúng tôi là trên 30 năm ở nước Mỹ này rồi. Nhưng mà nếu mà nói hết về tất cả các giáo sư và những bác sĩ trong nhóm của mình đó, thì đã hoạt động gần như 50 năm. Kể cả Việt Nam thì hiện giờ mình có gần như là 60 trung tâm toàn thế giới. Từ Việt Nam, nước Mỹ, Âu Châu, kể cả Nam Mỹ, vân vân, thì chúng tôi có khá nhiều trung tâm. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng tôi rất hân hạnh đến với cộng đồng San Diego. Quý vị biết không, là tại vì mình thấy có cái nhu cầu là có rất nhiều bệnh nhân, nhiều khi họ lái xe gần 2 tiếng đồng hồ. Đúng rồi. Từ San Diego mình lên tới quận Cam để chữa thì mình thấy xa quá. Có người phải mướn khách sạn rồi nếu không có tiền. Vì vậy chúng tôi rất hân hạnh và có được sự giúp đỡ của tiến sĩ Huỳnh ở đây để giúp chúng tôi mở cái trung tâm tại San Diego này để phục vụ các bệnh nhân ở vùng này. Thưa quý vị, trước khi bác sĩ Teresa đi vào chi tiết tại sao trị liệu đau nhức bằng ánh sáng nó lại hiệu quả như vậy, thì thưa quý vị, bên anh được biết tiến sĩ Vũ Mạnh Huỳnh trong thời gian vừa qua, người nhà của ông đã được trị liệu và ông đã chia sẻ là cảm thấy là hiệu quả mà không ngờ là ông Tôi xin chia sẻ với quý vị một tin vui. Thứ nhất là chúng ta có phương pháp trị liệu bằng ánh sáng. Thì lúc đầu thì tôi quen với gia đình bác sĩ Teresa thì phải nói thiệt là chúng tôi nói chuyện toàn vấn đề khoa học chứ không có nói về vấn đề trị liệu ánh sáng. Nhưng tháng 9 vừa rồi nhà tôi bị stroke. Thì một nhóm bác sĩ Orange County đã đến thăm nhà tôi và 5 người, và bác sĩ cũng cầm chân và thấy lạnh chân nên nói là cái này thì đánh gió đi cho nó đỡ lạnh. Thế và bây giờ đang mổ cho nên để cho chị mổ xong thì tôi sẽ mang đến nhà anh một cái máy để anh chạy thử để sẽ thấy hiệu quả. Thì tôi cũng không ngờ điều này. Thì thằng phải nói thiệt thưa chị là nếu mà gia đình có một người mắc bệnh stroke, bệnh tai biến mạch máu não, trải qua một cái là rất là khó khăn về vấn đề mổ não trên sọ, thì tất cả những người này đều bị bệnh nhân này đều mang cái chứng gọi là đau thần kinh tọa, tức là đau nhức, nghĩa là kinh khủng lắm. Không nói dối thì chị tôi cũng nói thẳng là ban đêm 2-3 giờ sáng, có khi là một lần, có khi hai lần, có khi đến 3 lần nhà tôi gọi tôi là anh là muốn đánh gió thì em nhức lắm đó. Thì tôi biết là nhà tôi nhiều khi nhức nhưng mà không dám nói. Cho nên tôi cũng nhận dạng được đánh gió 2-3 lần như vậy, có ít nhất là một lần. Nhưng mà uống thuốc thì họ cũng có cho thuốc về narcotic, tức là một loại chấn thống mạnh. Nhưng mà nó mất thì giờ lắm và nhiều khi nó không có đủ hiệu quả. Thế nhưng mà ngay khi mà anh chị Dr. Teresa mang cái máy lại thì cái phút đầu tiên chạy 30 phút rồi, thì nhà tôi hết đau. Thì tôi thấy cái này
đây là một cái phương pháp mà trị liệu dựa vào khoa học chứ không phải là xoa dầu nóng. Xoa dầu nóng thì mình xoa hết tay chân rồi đánh gió hoặc là làm hết, nhưng mà cái này thì nó hơi đặc biệt. Thì tôi có một chị, một người bạn rất là thân ở xa, Houston, hỏi tôi là anh, nếu vậy thì lúc mà gắn cái máy vô đó, có thấy nó bidi, tức là cái máy nó chạy nó như là cái tia sáng đi qua nó làm hư da hay gì không? Tôi bảo không, không có gì cả, đây là rất là an toàn. Thì bây giờ xin bác sĩ cho biết là về an toàn của em. Kính thưa quý vị, kính thưa giáo sư và chị Vân Anh, quý vị cũng biết là ánh sáng trị liệu đó quý vị thật sự đối với có thể cộng đồng Việt Nam, San Diego chúng ta thì mới, nhưng mà thật sự cái kỹ thuật này nó có gần như là từ thập niên 60. Thì Âu Châu rất là thịnh hành ở bên, vì vậy có rất nhiều trung tâm ở Âu Châu, Pháp không gồm có tới 4 trung tâm, rồi Thụy Sĩ, rồi kể cả Ý, vân vân. Nhưng mà ở khoảng 1990 á, thập niên 90 thì nước Mỹ mình cũng có, nhưng mà tới 2004 thì nước Mỹ FDA đó nó mới cái công nhận cái máy đầu tiên. Vì vậy mà nó khi mà FDA đã công nhận đó thì những cái đường chính thống, chẳng hạn như các loại bảo hiểm mà mình đi làm, có các loại bảo hiểm PPO hoặc là bảo hiểm tai nạn xe cộ, bảo hiểm work home của việc làm, và kể cả Medicare là bảo hiểm cho người trên 65 tuổi trở lên, thì tất cả đều cover hết vì đã được nước Mỹ công nhận. Như thì quý vị cũng biết khi mà mình nói về FDA đó thì cái quan trọng thứ nhất là gì quý vị, tiến sĩ mình cũng biết, nó là gì, nó chỉ là an toàn. Cái quan trọng nhất của FDA là an toàn cho người tiêu thụ. Vì vậy một cái máy của mình mà muốn được qua cái nhãn hiệu của FDA thôi tốn của công ty chúng ta khoảng 10 năm. Cái 10 năm về an toàn thì quý vị cũng biết là không có dễ. Thì chúng tôi đã được từ năm 2004, có nghĩa gần như là 20 năm rồi. Thì chúng tôi đã có, nhưng mà mới đầu đó chị Vân Anh, thì các loại bảo hiểm nó trả chỉ cho những cái loại bảo hiểm thiệt đắt tiền nó mới trả. Đó thì đối với người tiêu thụ thì vẫn giá rất cao, giống như hồi xưa mình nói về LASIK đi. Mình đi bán một con mắt LASIK thì cũng 3.000 đô, nhưng bây giờ nó chỉ còn có 800 đô một hai mắt. Thì nó vậy quý vị, thì càng ngày cái kỹ thuật laser này quý vị, mới đầu chúng tôi chỉ mở ở liên phục biết thôi, khu nhà giàu thôi, tại vì nó rất đắt tiền. Nhưng mà bây giờ cũng rất là tốt là Medicare đã chi trả nên mình có thể đưa hết cho tất cả mọi người được sử dụng. Nhưng mà cái này nó hay cái nữa quý vị, nãy giờ tiến sĩ mình nói về là chỉ về chữa bệnh giảm đau, cái này nó chữa giảm đau rất hay, nhưng mà cái quan trọng ở đây là đối với người giảm đau thì thường đau nhất mà đến 40 tuổi trở lên là đó. Ai cũng đau nhất hết, thoái hóa rồi. Thì cái cơ thể mình không thể nào qua thời gian thì nó đau nhất. Chứ mình chưa nói về bệnh nữa quý vị, mình chưa nói về phong thấp, mình đúng chưa rồi. Nói về chấn thương, mình đang nói về tự nhiên thoái hóa của cơ thể hàng năm đó. Thì cái đau nhất thì dĩ nhiên nó đã giúp rồi. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó, laser nó làm gì quý vị? Nó là năng lượng. Năng lượng là gì? Giống như mình ăn uống cũng có năng lượng. Nhưng bây giờ mình đưa cái năng lượng và cái cơ thể nó không cần thức ăn, nó có được năng lượng để tế bào làm việc. Thì nó làm gì quý vị? Ngoài nó làm giảm đau, giảm viêm, nhưng mà nó tạo được những tế bào mới. Thì đối với những cái cộng đồng mà gọi là cao niên đó, thoái hóa đó, hoặc là những quý vị mà trẻ đi, quý vị mà chơi thể thao, những khớp mình chơi thể thao nhiều quá nó mòn, những khớp gối mà quý vị mà chơi thể thao chuyên môn đó, những nhà chạy bộ điền kinh đi, marathon runner đi, thì cái khớp gối nó mất đi, cái sụn nó mòn rồi. Thì cái ánh sáng này, cái tia laser này vô nó làm phục hồi được những cái tế bào mới. Thì khi mà mình chữa trị những cái vùng nào mà mình chữa đó, nó làm những tế bào mới để nó phục hồi cái vùng đó. Thứ hai nữa là nó cũng tạo ra collagen, cũng như mình rất thích cái vùng này, nó chiếm cái da mình nó đẹp. Thưa quý vị nên cái này thứ nhất là nó an toàn, thứ hai là các loại bảo hiểm nó chi trả, thứ ba nữa là một cái mình có một cái rất là hay quý vị, cái chương trình này rất là hay của Medicare là các vị trong niên bình thường ít có lái xe được, mình bị ở nhà, thì ở đây chúng tôi thì có những chương trình hợp tác với những nhóm home care, họ có thể đến nhà tận nơi chữa cho các quý vị cho đi, và Medicare vẫn chi trả. Đó, cái này rất là hay, mình không có phải tốn tiền, cái đó là một trong những cái tin hay, tin vui. Khi mà một người bệnh nhân đến với trung tâm của chúng ta để được trị liệu thì thường một cái section như vậy kéo dài không bác sĩ? Thường thường lúc chữa trị đó quý vị, nó không hơn, nó đi từ 20 phút tới 30 phút là maximum. Nhưng mà trong cái thời gian nó thường thường nó chữa cái này rất là êm. Nó giống như cái bóng đèn trong phòng của chúng ta,
đã là 60 watt rồi. Nhưng mà cái máy này nó là 14 mW, nó rất là an toàn. Mình không cảm giác ánh sáng, nó rất là thoải mái. Nên thường thường quý vị biết không, vô phòng mạch mình là đa số bệnh nhân khách hành áp. Cảm thấy rất là thoải mái, giống như là mình khi mà soi vậy đó, rất là relax phải không quý vị? Vâng, rất là hay. Đó là lý do mà tại sao trung tâm trị liệu ánh sáng đã có mặt ở các nơi trên thế giới, chứ không phải là Hoa Kỳ không. Và thưa quý vị, giờ chúng tôi được biết tin vui cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại San Diego, đó là trung tâm trị liệu ánh sáng MD Laser Therapy sẽ có mặt tại San Diego. Dạ, đúng rồi, nằm ngay góc nào, địa chỉ nào? Địa chỉ là 3156 Market Street. Thì góc vị, nào, góc nào, Market Street. Ngay chỗ đường 20 với lại đường Market. Vâng, thưa quý vị, văn phòng tại San Diego của chúng ta sẽ ở địa điểm là 3156 Market Street, San Diego 92103. Đây cũng là cái nơi mà trung tâm của San Diego, quý vị từ Bắc, từ miền Bắc xuống, hoặc quý vị từ East San Diego lên hoặc từ phía Nam lên cũng đều rất là thuận tiện. Chúng tôi sẽ có cái địa chỉ và cũng như là số điện thoại để quý vị gọi, và sẽ có những cái thông báo khi mà văn phòng chính thức ra mắt quý vị. Chắc chắn là sẽ mời quý vị đến để mà có một cái buổi hội thảo chị. Đúng rồi. Chúng ta tìm hiểu thêm về cái phương pháp khoa học nào mà Dr. Teresa đã dùng để mà trị trong cái phương pháp trị liệu. Và chúng ta đã thành công nhiều người, mà ngay chính vợ tôi cũng đã thành công. Nhưng mà chúng tôi vẫn tiếp tục trị liệu mỗi ngày là 2 lần, buổi sáng và buổi tối, và mỗi lần 30 phút. Thì nói tóm lại là khi mà tôi sử dụng cái máy để mà trị liệu thì nhà tôi không còn cảm thấy đau nữa. Thì cái này là thật là nói là tôi xin gửi lời cảm ơn Dr. Teresa, Dr. Mạc Vỉa, là hai người bạn rất là, đối với tôi rất là chân tình. Bởi vì nếu không có máy này thì đêm cứ ngủ không ngon. Vâng, thưa quý vị, và Vân Anh hy vọng rằng trong thời gian sắp tới tại San Diego, chúng ta sẽ có nhiều người nữa giống như là tiến sĩ Huỳnh cũng như là chị nhà sẽ được trị liệu với phương pháp này và sẽ được giảm đau. Khi mà chúng ta nói trị liệu thì bác sĩ Teresa có thể nói chi tiết. Trị liệu có nghĩa là bệnh nhân sẽ vào nằm trên cái giường đó và cái máy sẽ được gắn lên và cái máy sẽ chạy trên người của chúng ta một cách rất là êm dịu, phải không bác sĩ? Quý vị cũng biết là thường thường đó quý vị, phòng mạch chúng tôi là một trong những cái phòng mạch mà đi tiên phong về hệ thống gọi là telemedicine. Quý vị biết ngay cái mùa Covid này quý vị thì mình mới biết về cái telemedicine. Nhưng mà thật sự phòng mạch hệ thống của chúng tôi đã sử dụng từ 2018, từ trước cái dịch này nữa. Và quý vị biết sao, quý vị khi mà quý vị vô phòng mạch của chúng tôi, quý vị sẽ được gặp thứ nhất có thể là tôi hoặc là các bác sĩ khác, và mình có nhiều bác sĩ, quý vị có thể nói các ngôn ngữ khác nhau nữa để khám cho quý vị trên màn hình. Và một cái lợi là quý vị biết như khi mình gọi hẹn bác sĩ mà bác sĩ chưa có lịch rảnh thì mình phải chờ cả tuần, 2 tuần, cái này quý vị không ngại, cái đó quý vị muốn đi vào nào cứ việc vô và chúng tôi sẽ gặp quý vị trên màn hình và khám cho quý vị. Hoặc trong lúc mình khám xong thì mình đưa ra các phác đồ điều trị, thì mình có những kỹ thuật viên, những y tá trong phòng mạch đã được huấn luyện hệ thống máy này rồi gắn cho quý vị. Thì quý vị cũng biết là, nhưng mà khi mà mình đi như vậy thì quý vị trong lúc giống như mình chữa được 1 ngày 2 ngày mình hết đau, chữa cái cổ đi quý vị, nay cái cổ hết đau rồi, giờ mình đâu có cái lưng thì sao quý vị, thì quý vị dẫn lên màn hình bác sĩ, mình sẽ gặp bác quý vị lại nữa là bây giờ cái cổ cơ đổ rồi, chú đỡ rồi, thì bây giờ chúng tôi sẽ chữa vào cái lưng và tôi hỏi thêm cái lưng có thay sao. Nếu quý vị bị chẳng hạn như đau lưng rồi trên 10 năm rồi, lâu quá rồi cứ thấy nặng quá, thì có thể chúng tôi gửi quý vị đi chụp hình MRI chẳng hạn, để mình có được những cái kết quả xét nghiệm chính xác. Rồi sau khi mình sửa thời gian chẳng hạn như 3 tháng, theo sáng mình đang nói những người mà bị thoát vị đĩa đệm đó, nếu mà nó không trên 8 mm thì không cần phải đi mổ, chúng tôi có thể giúp. Và sau khi mình chữa một thời gian chị Vân Anh, thì mình cho bệnh nhân đi chụp lại thì mình thấy được cái kết quả trước khi chữa và sau khi chữa thì nó đỡ bao nhiêu. Chúng tôi dựa vào những cái cách xét nghiệm khoa học và rất là và chính xác, và giúp cho quý vị. Mà cái hay ở đây quý vị nó không có đau đớn gì hết, rất là thoải mái, mình vô quý vị giống như đi khách hàng nát, đi ngủ trưa, nghỉ trưa tí xíu chừng 15-20 phút cho tới nửa tiếng là cao tay và mình đi về. Nó rất là an toàn và nó rất là, cái hay ở đây là ngoài mình chữa được những cái triệu chứng là chữa còn cái gốc bệnh, tại sao mình bị đau cái vùng thoái hóa hay thoát vị hay vân vân, thì chúng tôi chữa vào gốc bệnh cho quý vị. Vâng, thưa quý vị, cho dù đây là lần đầu tiên chúng ta nghe qua về phương pháp trị liệu này, nhưng mà có 2 điểm mà Vân Anh cảm thấy rất là yên tâm. Thứ nhất là cái phương pháp này đã được FDA
chấp nhận. Thứ hai nữa đó là khi mà chúng ta là các vị cao niên là có Medicare cũng cover và các insurance cũng cover, đó điều đó chứng minh rằng cái phương pháp này là phương pháp rất là an toàn và hiệu quả. Và bên anh rất là vui là sắp tới thì San Diego của chúng ta sẽ có trung tâm tại San Diego. Cảm ơn quý vị rất là nhiều theo dõi chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ tiếp tục thông báo đến quý vị về chương trình hội thảo sắp tới, địa điểm, thời gian cũng như là văn phòng của trung tâm trị liệu ánh sáng MB Laser Therapy tại San Diego. Bác sĩ Teresa cũng như là tiến sĩ Huỳnh có bổ túc thêm điều gì? Dạ vâng, kính thưa quý vị, thì chúng tôi rất là mong muốn quý vị đến cái buổi hội thảo để tôi có dịp tham khảo cho quý vị thêm những cái thắc mắc quý vị có, những thắc mắc cái này hoàn toàn miễn phí cho quý vị, hoặc là quý vị cũng có dịp gặp gỡ những người làm việc trong trung tâm và gặp gỡ cho chính chúng tôi để hỏi thêm về những chứng bệnh của mình. Chúng tôi có thể đưa ra những cái đề nghị quý vị có thể tham khảo rất nhiều, và đặc biệt nữa là mình cũng muốn gặp mọi người ở San Diego này lần đầu, và hy vọng là chúng tôi có nhiều cơ hội phục vụ cho quý vị. Và cảm ơn chị Vân Anh đã cho cơ hội cho MB Laser Clinic đến cùng quý đồng hương ở đây. Cảm ơn chị Vân. Và riêng tôi thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ không ngừng ở đây, và tôi và công ty MB Laser cũng đã thảo luận có những dự tính là ra những hóa chất mà có mang ánh sáng và có thể theo dõi chính xác để mà có thể để trị liệu bệnh nhân những bệnh đau nhức một cách như là có căn cơ. Và bởi vì tôi là một chuyên gia cho nên tôi nghĩ là chúng tôi có thể thực hiện được vấn đề này trong tương lai. Xin kính chào. Cảm ơn bác sĩ Teresa và tiến sĩ Vũ Minh Huỳnh ngày hôm nay. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và mong rằng sẽ gặp quý vị và các bạn trong cái ngày khai trương văn phòng trung tâm trị liệu ánh sáng MD Laser Therapy tại San Diego. Cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt.